Thưa quý vị và các bạn, kết quả cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2019 với những xu hướng tích cực trong cải cách ở cấp địa phương. BCI năm 2019 của đồng bằng sông Cửu Long chỉ ra khoảng cách giữa các tỉnh thành phố đang dần được thu hẹp. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng cải thiện. Riêng đối với BCI Trà Vinh, kết quả năm 2019 như thế nào? Đâu là điểm sáng và hạn chế? Mới đây dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh tổ chức tọa đàm thảo luận các điểm sáng và những điểm còn hạn chế qua kết quả BCI Trà Vinh năm 2019, đồng thời trao đổi tin giúp sở ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về BCI, qua đó cũng đưa ra định hướng, kế hoạch hành động nâng cao cải thiện chất lượng điều hành trong thời gian tới. Những năm gần đây, năng lực cạnh tranh của tỉnh Trà Vinh liên tục tụt hạng, đặc biệt theo kết quả BCI năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố. BCI của tỉnh Trà Vinh xếp hạng 58 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước và đứng vị trí thứ 13 trên 13 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long. Với tổng số điểm đạt được 63,20 điểm, tăng 1,41 điểm và giảm 12 bậc trên bảng xếp hạng BCI so với năm 2018, thuộc nhóm điều hành trung bình. Có 3 chỉ số tăng điểm và tăng bậc so với năm 2018 cho thấy nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng và hình thành được lề lối làm việc có nề nếp, kỷ cương, khoa học, quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai thực hiện dự án và sản xuất kinh doanh. Qua góc nhìn của các chuyên gia giúp chúng ta nhìn nhận lại những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm vừa qua, đồng thời tìm ra những nguyên nhân hạn chế của chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh để xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì phối hợp thực hiện với tinh thần quyết tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Trà Vinh. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Trà Vinh sẽ có những chuyển biến tích cực trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Trà Vinh qua góc nhìn BCI giai đoạn 2017-2019 có cải thiện nhưng chưa đồng bộ ở các cấp, các ngành, các khâu. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết một số công việc có liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư còn chậm. Có 7 trên 10 chỉ số BCI giảm hạng đã ảnh hưởng đến kết quả chung của BCI tỉnh Trà Vinh năm 2019. Tôi cũng rất mừng là Trà Vinh chúng ta đã làm xong chỉ số này và đã vừa công bố. Đây là một cái bước đi mà Trà Vinh là cũng khá sớm đó. Hiện nay là Trà Vinh tôi được biết là tỉnh thứ nhì, đầu tiên là Hậu Giang công bố năm rồi. Thì hiện nay cũng 7888 tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long là, nhưng Trà Vinh đã công bố sớm là một cái bước đi tôi cho rằng là rất là quan trọng. Thế thì cái chỉ số này thì nó bao gồm cái 10 chỉ số thành phần. Thì cái này là theo cái thông lệ quốc tế, bởi vì cái này chúng tôi không đặt ra, dựa trên những cái yêu cầu của phát triển và cái nhu cầu của doanh nghiệp. Ban đầu thì chúng tôi có những cái chỉ số khác, nhưng mà qua các năm chúng tôi điều chỉnh, ví dụ như ngày xưa có chỉ số về ưu đãi doanh nghiệp nhà nước, rồi sau đó là bỏ, bởi vì trong cái giai đoạn đó doanh nghiệp nhà nước không còn, chúng ta đã cổ phần hóa rồi, vân vân. Và trong 10 chỉ số này không phải 10 chỉ số đều quan trọng như nhau đâu, tất cả đều có trọng số, ví dụ như đào tạo lao động là có trọng số, ví dụ như cái chi phí gia nhập thị trường những năm đầu, 5 đến 7 năm đầu trong cái đánh giá chi phí gia nhập thị trường là chỉ số có cái trọng số lớn, chứ không phải 10 chỉ số này mỗi chỉ số 10% đâu các chị. Nhưng cái chỉ số này trọng số ai cho, chúng tôi cũng không cho. Chúng tôi đưa vào cái phương trình về toán học thì mới định ra rằng là vì sao cái trọng số này nó đặt nặng là do cái nhu cầu của doanh nghiệp quan tâm tới vấn đề này nhiều hơn, thì cần phải cải cách nhiều hơn, thì cái trọng số đó lớn hơn, và tỉnh nào làm được cái điều này tốt hơn thì cái điểm tổng nó sẽ tốt hơn. Những hạn chế nêu trên thể hiện sự biến động không ổn định trong môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Vai trò cầu nối, việc thực thi các cơ chế, chính sách và các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư của các cấp, các ngành còn chậm. Thông tin về các chính sách cần công khai, minh bạch. Đối với chỗ cái tính minh bạch thì nếu mà ngồi tra lại cái bản hỏi của BCI á, thì mình thấy nó xoay quanh đến hai cái chuyện. Một là cái việc mà doanh nghiệp tiếp cận được thông tin như thế nào, nhất là những cái thông tin về quy hoạch chẳng hạn. Chẳng hạn như là một trong những cái ví dụ mà mình nói rằng cái việc tiếp cận thông tin về quy hoạch của doanh nghiệp hay là người dân nói chung á, rất là hạn chế. Chẳng hạn như là nói về vấn đề quy hoạch đất đai.
Cho nên cái việc mà thông tin minh bạch về mặt quy hoạch nói riêng và các thông tin chính sách khác nói chung nó còn hạn chế, nó sẽ dẫn đến cái điểm thành phần của cái việc đánh giá doanh nghiệp đối với cái tiêu chí này thì rất là thấp. Cái thứ hai là việc tham gia của doanh nghiệp vào trong việc hoạch định chính sách thì hầu như cũng rất là hạn chế. Thì hai cái lý do này nó kéo cái điểm tính minh bạch xuống thấp. Thế thì đối với cái tính minh bạch này, đối với các sở ngành thì em đề xuất là đối với những cái quy hoạch như thế này thì cần phải chú ý đi tăng cường cái việc công khai ra. Các dịch vụ phát triển doanh nghiệp chưa phát triển đầy đủ, hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Thì Bộ Thủ tục Hành chính là chúng tôi ở đó là cho sẵn sàng cho các file mềm, file cứng rồi là hỗ trợ hết sức mình cho miễn phí. Thứ hai nữa là trung tâm bố trí một cái máy tính để chỉnh sửa văn bản tại chỗ. Đó là nhà đầu tư doanh nghiệp có nhu cầu, ví dụ khi nộp hồ sơ đến tại trung tâm mà có lỗi gì đó thì chỉnh sửa tại chỗ. Chúng tôi hỗ trợ kết nối in miễn phí hết tất cả các thứ. Thậm chí Sở Kế hoạch Đầu tư còn có khuyến khích là nộp trực tuyến và miễn phí thu phí luôn. Còn qua quá trình hoạt động chúng tôi có cái quan sát cảm nhận như vậy. Thứ nhất là cũng thuộc về phần lỗi của một số doanh nghiệp. Thứ nhất là những doanh nghiệp đầu tư FDI hoặc những doanh nghiệp có quy mô lớn thì thường là có luật sư đi theo hoặc thư ký, người ta làm thủ tục rất gành rẽ. Thứ nhất là người ta lên mạng được, rồi người ta truy cập cái hệ thống website cái này nọ được, người ta tên đó được. Còn riêng đặc điểm của Trà Vinh đó, tới 98% doanh nghiệp vừa nhỏ, có những doanh nghiệp nhiều khi trình độ, nhiều khi tôi qua tôi tâm tình tôi hỏi, nhiều khi học mới có năm lớp 6 à. Rồi làm sao mà làm thủ tục cho mượn máy tính thì cũng không biết xài. Rồi thủ tục hành chính thì biểu mẫu cũng không biết đường in ra. Do đó khi mà điền hoàn thiện cái nội dung bên trong rất là khó. Để khắc phục những hạn chế yếu kém nêu trên, qua góc nhìn của các chuyên gia, giúp chúng ta nhìn nhận lại những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện BCI năm vừa qua, đồng thời tìm ra những nguyên nhân hạn chế của BCI để xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công trách nhiệm cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ trì và phối hợp thực hiện với tinh thần quyết tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Trà Vinh năm 2020 và những năm tiếp theo. Tỉnh là luôn quan tâm và thậm chí là rất quan tâm, bởi vì như tôi nói cái tầm quan trọng nó như thế, và tỉnh cũng thành lập một cái tổ là chuyên nghiên cứu rồi theo dõi rồi chỉ đạo vấn đề này. Thì trong đó là có giao một đồng chí phó chủ tịch ban tỉnh là phụ trách, và tổ này định kỳ cũng có họp và thăm dò dư luận dân dân, và thậm chí sau khi công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh rồi thì tổ này mới tiến hành xem xét từng cái con số một, từng cái chỉ tiêu một. Cho nên là trong đó những cái chỉ số thành phần nhỏ cũng phải là bóc tách nó ra để phân tích coi như thế nào để chúng ta làm rõ cái hạn chế nguyên nhân nó là do đâu. Để làm tôi đề nghị các đồng chí cũng tiếp tục nghiên cứu chiều sâu của nó để chúng ta gỡ từng mối một. Ví dụ như bây giờ là cái cách làm thế nào, hay là từng cái chỉ số thành phần vân vân đó chúng ta hạn chế mức điểm nào để chúng ta tiếp tục củng cố. Không ai hết thì các đồng chí ngồi đây là những đồng chí mà trong cuộc, cho nên là kể cả doanh nghiệp tôi nghĩ là cũng trong cuộc để cùng đồng hành cùng với Trà Vinh để làm sao chúng ta nâng cái chỉ số này lên cho tốt hơn. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chỉ số BCI của Trà Vinh sẽ có sự chuyển biến tích cực trong các năm tiếp theo. Chủ đề kinh tế của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây là hết.